À, xin chào các bạn, hôm nay là Lý Toto Tuấn Đức. Chúng tôi xin giới thiệu bạn một cái bộ sen tắm cây nhiệt độ của Toto mang cái mã hiệu là TX454SFV2BRN. Đây là một cái bộ sen cắm cây nhiệt độ với thiết kế củ sen liền khối với thân cây sen, và nó có đi kèm với bát sen massage 3 chế độ. Và đặc biệt là cái mẫu sen nhiệt độ này nó sử dụng công nghệ van nhiệt SMA, công nhiệt cảm biến bằng lõi lò xo bằng đồng. Và cái mẫu này thì nó được nhập khẩu và lắp ráp bởi Toto Việt Nam. Và đối với cái dòng sen tắm cây nhiệt độ TX454SFV2BRN này là một cái dòng sen không có bao gồm vòi xả xuống sàn nhà. Và cái phần đồng của nó được là sản phẩm đồng nguyên chất và là sản phẩm đồng thau. Và lớp mạ của nó là lớp mạ rất là sáng bóng và bền bỉ theo thời gian. Mẫu này thì nó được thiết kế theo khuynh hướng là cổ điển và có cái nét chấm phá là rất sang trọng. Tay sen của nó cũng được thiết kế với 3 chế độ gạt nước, và tay sen này khi các bạn mua thì nó sẽ đi kèm luôn trong cái bộ sen này. Và dòng chất liệu của cái sen này thì nó được làm bằng đồng thau mạ rôm, còn cái tay sen thì nó được làm bằng nhựa mạ rôm. Và hiện tại thì cái mẫu sen Toto nhiệt độ TX454SFV2BRN này thì đang được bán tại đại lý Toto Tuấn Đức. Nếu các bạn đang quan tâm đến sản phẩm này có thể liên hệ vào số hotline hoặc là truy cập website tdm.vn để đặt hàng trực tuyến. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.